Người hâm mộ tiếp tục sốt sình sịch trước hình ảnh Mai Tài Phến công khai có mặt tại Hà Nội xem show diễn của Mỹ Tâm. Trong live show tri âm diễn ra tại Hà Nội tối ngày 5 tháng 11, Mỹ Tâm nhiều lần phải kìm nước mắt, những giọt nước mắt từ đầu chương trình đến lời hát của ca khúc cuối như một sự biết ơn đến với khán giả. Những tri âm với giọng hát qua hai thập kỷ, đêm nhạc quy tụ hơn 30.000 khán giả tham gia, một con số cực khủng mà ít nghệ sĩ nào làm được khi tổ chức live show cá nhân. Đáng chú ý tại live show còn có sự xuất hiện của diễn viên Mai Tài Phến trên hàng ghế khán giả. Dù được các fan gọi là người tình tin đồn của Mỹ Tâm, nhưng anh vẫn không ngần ngại đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh đang ngồi ở chương trình cùng dòng trạng thái tri âm mãi đỉnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nam diễn viên có mặt tại những show diễn quan trọng của họa mi tóc nâu. Trước đó anh cũng đã nhiều lần bị bắt gặp ngồi ở dưới sân khấu, chăm chú xem Mỹ Tâm biểu diễn. Kể cả những lần Mỹ Tâm diễn xa, anh cũng đều có mặt. Thậm chí vào dịp Tết vừa qua, Tim Qua Đường còn tóm sóng hình ảnh nam diễn viên về quê đàn gái. Dù bị cư dân mạng liên tiếp bắt gặp những hình ảnh bên nhau, nhưng tới nay, cả hai vẫn chưa từng lên tiếng nói rõ thông tin này. Chuyện tình cảm yêu đương của Mỹ Tâm đang được người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết. Nếu Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hẹn hò, đây chắc chắn sẽ là một trong số những cặp đôi hot nhất vbiz.